Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, cổ phần hóa Habeco và Sabeco, vấn đề đang được xã hội, người dân hết sức quan tâm, trong đó Sabeco, Habeco là những doanh nghiệp lớn đã cổ phần hóa nhưng nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hai doanh nghiệp để bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm có lợi nhất cho nhà nước, phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn nhà nước. Đây được coi là tin vui với thị trường chứng khoán. Chứng khoán cuối tuần này sẽ được bàn luận xoay quanh câu chuyện này. Vâng, thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu hai công ty này phải niêm yết ngay trên sàn chứng khoán. Thủ tướng chỉ đạo phải làm ngay để tạo minh bạch về tài chính và có sự giao dịch trên sàn. Bộ Công Thương là đơn vị chỉ đạo quá trình cổ phần hóa của hai đơn vị này. Xin mời quý vị cùng theo dõi tiến trình cổ phần hóa của hai đơn vị này qua phóng sự sau của chúng tôi. Dự kiến đối với Habeco sẽ thoái toàn bộ vốn thuộc sở hữu nhà nước 81,79%, tương đương 9.000 tỷ đồng trong năm nay. Đối với Sabeco, do vốn lớn nên Bộ Công Thương đề nghị thoái vốn chủ sở hữu nhà nước theo lộ trình làm hai đợt. Đợt 1 bán 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.000 tỷ đồng. Trong năm nay, đợt 2 bán 36% vốn điều lệ còn lại, tương đương 16.000 tỷ đồng trong năm 2017, sau khi Sabeco đã thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Và có thể là tư vấn nước ngoài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thẩm định giá cổ phiếu của Sabeco và Habeco tại thời điểm bán để làm căn cứ công bố giá khởi điểm trước khi chúng ta thực hiện cái hình thức là đấu giá. Và trong trường hợp Sabeco và Habeco đã niêm yết thì có thể lấy giá giao dịch trên sàn để tham chiếu khi xem xét xác định giá khởi điểm để đấu giá. Về đối tượng mua thì các nhà đầu tư trong và ngoài nước không phân biệt thành phần kinh tế, ngành nghề kinh doanh đều có thể tham gia vào cái việc đấu giá. Và trước mắt thì Bộ Công Thương chúng tôi cũng sẽ thực hiện là hiện nay cũng đã chỉ đạo Habeco và Sabeco thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của mình theo đúng quy định của pháp luật. Và sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vì hiện nay chúng ta mới có phiên họp và có chỉ đạo nhưng vẫn phải có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ Công Thương sẽ triển khai các công việc để thực hiện thoái vốn, cụ thể là thuê tư vấn kể cả trong và ngoài nước để tổ chức thẩm định giá trị cổ phiếu, xây dựng phương án thoái vốn, tổ chức thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần của Chính phủ là công khai, minh bạch theo đúng cơ chế thị trường. Và Thủ tướng có nói rằng Chính phủ không đi bán bia, không đi bán sữa. Hay nói khác là thấy rằng cái việc ấy mà Chính phủ hay ngân sách nhà nước không cần nắm giữ, mà thấy rằng tư nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước làm tốt hơn thì để dành cho doanh nghiệp tư nhân làm, để nhà nước dành cái tiền đó đầu tư những cái dự án có thể nói là then chốt, có thể nói là có sự quyết định vấn đề tăng trưởng kinh tế của đất nước tốt hơn. Với tinh thần là phải niêm yết trên sàn chứng khoán, phải đấu thầu tư vấn, phải đấu giá công khai dựa trên giá giao dịch thị trường, dựa trên tư vấn để chúng ta đưa ra một cái giá khởi điểm, đấu thầu công khai, minh bạch với sự giám sát của người dân. Cũng liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết thêm, quyết định 51 năm 2014 ban hành ngày 15 tháng 9 về thoái vốn và bán cổ phần doanh nghiệp, giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán quy định rõ những doanh nghiệp nào phải niêm yết. Những doanh nghiệp nào là phải niêm yết thì ngay sau khi cổ phần hóa thì trong phạm vi 90 ngày đã phải rà soát và làm cái thủ tục đăng ký là công ty đại chúng. Và nếu như đủ điều kiện, tức là chuẩn bị và đủ điều kiện, thì sau một năm cổ phần hóa thì cũng đã phải là chuẩn bị các điều kiện để thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên là phải đủ điều kiện thì mới được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Và hiện nay thì rõ ràng là cái việc niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng là cái việc mà bắt buộc. Sự chậm trễ lên sàn, sự chậm trễ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã làm nản lòng các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với sự quyết tâm của các bộ ban ngành với hai đơn vị Habeco và Sabeco, giới đầu tư đang tiếp tục chờ thông tin để tham gia quá trình này.
việc bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp như Vinamilk, Sabeco, Habeco thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ cũng sẽ tạo cú hích cho thị trường chứng khoán. Việc đưa hai doanh nghiệp bia lên sàn sẽ giúp các doanh nghiệp nhà nước khác đã cổ phần hóa mà vẫn không chịu lên niêm yết, thấy rõ quyết tâm của chính phủ trong việc đưa các doanh nghiệp cổ phần hóa lên niêm yết. Thị trường chứng khoán rất ủng hộ chủ trương này, một quyết định tốt cho tất cả các bên tham gia thị trường, trừ nhóm lợi ích. Thị trường đã chờ đợi quyết định này từ rất lâu. Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI, việc chỉ đạo cổ phần hóa Sabeco và Habeco cũng như niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán đem lại những lợi ích như sau. Với nhà nước, phương án này sẽ xóa bỏ được sự bắt tay của các nhóm lợi ích làm thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình bán vốn, thông qua việc giới hạn các nhà đầu tư theo ý muốn chủ quan của những người trực tiếp thực hiện. Với nhà đầu tư, khi đầu tư vào công ty niêm yết sẽ có thông tin chuẩn mực hơn về doanh nghiệp thông qua các quy định hiện hành áp dụng với công ty niêm yết. Với doanh nghiệp, sau khi niêm yết và bán cổ phần nhà nước, sẽ trở thành công ty đa chủ sở hữu, từng bước tuyển chọn bộ máy quản trị và điều hành phù hợp, đặt lợi ích doanh nghiệp lên trên hết, không phụ thuộc vào một cổ đông nào. Thị trường sẽ có thêm những sản phẩm có chất lượng, và thứ hai nữa là theo như chủ trương của nhà nước là thu hút những nguồn vốn trong dân hoặc là ở các tổ chức tài chính khác để lấy đó là một trong những nguồn thu để thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng như là cái sự nghiệp phát triển của kinh tế. Về chính sách của nhà nước, khi hiện nay nhà nước đang muốn thoái vốn những công ty lớn như là Sabeco, Habeco, điều đó sẽ khiến cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham gia thị trường một cách mạnh mẽ, thì chúng tôi nghĩ rằng là thị trường vẫn trong xu hướng đi lên bền vững trong một thời gian trung hạn. Với những cái giới đầu tư và những cái quỹ đầu tư ấy thì thực sự đấy là một câu chuyện rất là sôi động phía ngoài. Gần đây ấy thì không hẳn là chỉ có Sabeco và Habeco đâu mà rất nhiều doanh nghiệp, tức là cái phần niêm yết bên ngoài hoặc cái cổ phần hóa ấy là tôi cho rằng nó rất là nóng. Rất nhiều những cái quỹ đầu tư họ không tham gia nhiều trên thị trường niêm yết mà họ đang quan tâm đến cái cổ phần hóa này hơn. Đấy là một cái xu thế mà không chỉ ở Việt Nam mà ở trên nhiều quốc gia trên thế giới nó đã diễn ra như tình trạng như vậy. Thế cho nên rằng là cái việc mà Habeco và Sabeco ấy chỉ thực sự sôi động đối với sàn niêm yết khi mà chính hai cổ phiếu niêm yết, tức là lúc đấy chúng ta sẽ định giá xem cổ phiếu này ở mức giá nào hợp lý, thì có thể là bởi vì cái cổ phiếu này nhá có tiềm năng rất là lớn. Với ngành bia ấy, tôi cho rằng là cái tăng trưởng kép nó rất là cao, thì cái nhu cầu mà mua cổ phần đối với doanh nghiệp này cực kỳ cao, đặc biệt là hiện nay là các khối ngoại họ đang săn lùng. Thế khi mà lên niêm yết rồi thì cổ phiếu này sẽ, tôi cho rằng là sẽ khuấy đảo rất là mạnh thị trường. Thứ nhất là tạo thêm cái lượng hàng hóa trên thị trường, và cái thứ hai là mức độ quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài sẽ cao hơn rất nhiều so với hiện nay. Bởi vì là từ rất lâu rồi có nhiều nhà đầu tư kể cả trong nước cũng như nước ngoài đều rất muốn mua cổ phần của Habeco và Sabeco, vì họ đánh giá đây là hai doanh nghiệp đầu ngành về đồ uống trong nước, và nói một cách khác thì hai doanh nghiệp này cũng là hai doanh nghiệp có thương hiệu rất lớn trên thị trường hiện nay. Nên việc mà mong muốn sở hữu cổ phần của hai doanh nghiệp này đều là mong muốn của tất cả các nhà đầu tư, không những trong nước mà cả nước ngoài. Thế thì khi niêm yết thì tôi đánh giá đây là một yếu tố tích cực đối với thị trường. Thưa quý vị, Habeco và Sabeco là hai doanh nghiệp nhà nước lớn đang tiến tới cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trước chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phải đưa ngay hai doanh nghiệp này lên sàn, thị trường chứng khoán, giới đầu tư đều hết sức hào hứng và mong chờ. Tuy nhiên điều mà các nhà đầu tư vẫn còn lo ngại là tính minh bạch trong các đợt đấu giá sắp tới, cũng như thông tin cổ phần hóa của hai đơn vị này chưa có nhiều. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phản ánh kỹ hơn về điều này. Ông Đào Ngọc Tuấn, một người môi giới lâu năm trên thị trường chứng khoán cho biết, rất nhiều nhà đầu tư có trao đổi và tìm hiểu thông tin với ông về Habeco và Sabeco, nhưng thông tin nhận lại được thì rất ít. Bản thân ông Tuấn cũng không có nhiều thông tin, ngoài những thông điệp phát đi mới đây từ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hai đơn vị này phải lên niêm yết ngay trên sàn chứng khoán. Việc tìm hiểu thông tin của các nhà đầu tư muốn mua hoặc là muốn bán với cổ phiếu này chủ yếu sẽ được trao đổi trên thị trường OTC, nhưng cũng rất ít những thông tin và cái mức giá đưa ra, đôi khi nhà đầu tư là người mua và người bán cũng rất là khó gặp nhau. Để tìm hiểu về thông tin về những doanh nghiệp này thì hầu hết các nhà đầu tư mà đang nắm giữ những cổ phiếu này trong cái đợt tham gia cổ phần hóa, người ta chỉ tham khảo ở trên các phương tiện thông tin về đại chúng, chứ về doanh nghiệp cũng không có những cái công bố rõ ràng về những cái thông tin của doanh nghiệp. Không chỉ ông Tuấn mà nhiều nhà đầu tư khác cũng không có khả năng tiếp cận được thông tin về hai đơn vị này. Thực sự thiếu thông tin mặc dù rất muốn tham gia đấu giá. Các nhà đầu tư mà tìm hiểu thông tin để khi mà tiếp tục bán đấu giá hoặc tham gia đấu giá lần đầu cũng như là các lần để tiếp cận
khi mà họ niêm yết thì gần như là không có, các nhà đầu tư rất khó để tiếp cận được đó. Bạn bè tôi cũng gọi điện cho tôi hỏi rằng là các cái thông tin cơ bản để mà tham gia đấu giá cổ phần vào sắp tới, nhưng mà gần như là các cá nhân như tôi cũng không thể tiếp cận được những thông tin đó. Cái việc mà quy định các cái định kỳ công bố thông tin của các cái công ty cổ phần, các cái doanh nghiệp cổ phần mà nhà nước nắm giữ chi phối hoặc là sắp tới cổ phần hóa để đấu giá gần như là rất khó tiếp cận. Không phải bây giờ đâu, từ trước nay, mà trong khi đó các quy định của nhà nước về công bố thông tin là tương đối rõ ràng và đầy đủ. Giả sử như đầu năm phải công bố các cái báo cáo tài chính cũng như là định kỳ phải công bố qua các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư họ tiếp cận được với cả các doanh nghiệp, hoặc là khi nếu cần thì họ có thể lên mạng họ search họ tìm gần như mà để mà tiếp cận, cũng như là nếu gọi điện đến hỏi thì cũng gần như không có. Thực ra cái việc mà nhà đầu tư muốn mua cái cổ phiếu Habeco và Sabeco hiện nay thì đều phải dựa trên các cái thông tin OTC, tức là nhờ các cái môi giới OTC để tìm xem là ai chuyển nhượng thì mua qua đó. Vì thực tế là hai doanh nghiệp này IPO lần đầu từ khá lâu nhưng mà chưa thực hiện niêm yết trên sàn, kể cả trên Upcom hay là trên sàn chính thức, cho nên là cái việc mua bán cổ phần của Habeco và Sabeco là tương đối khó khăn trong cái thời điểm hiện nay. Một là phải các công bố các báo cáo kiểm toán, thứ hai là phải có bản cáo bạch và có một đơn vị tư vấn để đưa cổ phiếu lên sàn. Cho nên trong từ giờ đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái thông tin như vậy để công bố ra ngoài, nhà đầu tư biết được rằng là cái thông tin đấy đi từ đâu. Nhưng đến hiện nay ấy, thì theo tôi được biết ấy, thì cũng chưa có nhiều thông tin là đơn vị nào sẽ làm tư vấn cho cái việc đưa hai cổ phiếu lên sàn. Cái việc mà chưa rõ thông tin đơn vị, tức là công ty chứng khoán nào sẽ làm việc đó, thì có thể là chúng ta sẽ chưa nắm được thông tin. Cái đại diện quản lý vốn nhà nước người ta không minh bạch thông tin hoặc là kém minh bạch thông tin, hoặc là sau cổ phần hóa rồi thì người ta trốn niêm yết. Thế thì như vậy là nhà đầu tư người ta nghĩ rằng là đầu tư vào các doanh nghiệp cổ phần hóa là sẽ bị rất rủi ro. Đấy, chẳng hạn điển hình như là Habeco, Sabeco 9 năm rồi người ta trốn niêm yết. Thế thì như vậy là cái hành động trốn niêm yết cộng với cái việc là bổ nhiệm nhân sự yếu kém vào thì nó làm cho hiệu quả kinh doanh nó kém đi. Đấy, thế thì như đấy là những cái rủi ro mà nhà đầu tư đúng không ạ? Cho nên hiện nay mà cái giá IPO của các doanh nghiệp nhà nước thì là rất rẻ. Và có khi có nhiều doanh nghiệp cũng không bán được cổ phần. Thì cái vấn đề là minh bạch thông tin kém hoặc cái vấn đề là trốn tránh niêm yết thì nó sẽ gây thất thoát cho nhà nước rất nhiều. Thế nhưng mà hiện nay thì chính phủ mới tôi thấy cũng chưa có ai đả động những lĩnh vực này cả. Chính điều này đã làm cho các nhà đầu tư có phần e ngại và sợ khi quyết định tham gia đấu giá những doanh nghiệp nhà nước lớn như thế này. Thế nhưng mà bây giờ thực tế là nhiều doanh nghiệp là trốn tránh niêm yết, thế nhưng mà cũng không bị tội gì cả, không bị khuyết điểm. Thế nhưng mà đấy là một cái hình thức mà bội lộ, tức là một cái hình thức mà gọi là mất chữ tín. Cho nên là nhà đầu tư người ta rất sợ cái rủi ro đấy. Rủi ro là doanh nghiệp trốn tránh niêm yết, thế rồi là rủi ro là cái chuyện bổ nhiệm thì lại cho những người thân tín mà không có năng lực. Chẳng hạn điển hình như chỗ Sabeco, ví dụ chủ tịch hội đồng quản trị là không có kinh nghiệm kinh doanh, chỉ là cựu thư ký của bộ trưởng thì về làm chủ tịch hội đồng quản trị. Quyết tâm của chính phủ và các bộ ban ngành đã công bố là phải đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư, minh bạch và công khai trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng từ mệnh lệnh đến thực thi, chúng ta phải chờ thời gian trả lời. Có thu hút được các nhà đầu tư hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự minh bạch. Chương trình chứng khoán cuối tuần xin được tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.